Hello các bạn, mấy kênh Drum Game của mình tiếp tục làm phần như Pichu nghe. Nó bằng này mình sẽ sử dụng là chi Peter, Combine, rồi con Connect Cannon nghe. Đó, sẽ kết hợp hai con với nhau. Rồi bây giờ sẽ cho nó biết đấu lấy con Mini Zombie các bạn. Ok, thế là vượt qua rất là dễ dàng nghe. Bây giờ tiếp theo mình sẽ cho nó đấu viết đấu là con Cầm Thi Mumi nghe. Đó, con này là sẽ đội một cái mũ màu đỏ ở trên đầu nghe các bạn. Đó, bắn rất là trâu nghe. Đó, liệu có thể vượt qua được cái con Cầm Thi Mumi này không nghe các bạn. Rồi, khả năng là vượt qua nghe các bạn. Đó, khả năng là vượt qua. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó viết đấu lại con Bích Kết Thiên nghe, Mumi nghe. Đó, con này là trâu hơn nữa. Nó là 1290 hit nha. Đó, nó độ trên đầu nó là một cái sâu sắc nha các bạn. Đó, liệu có thể con Peter này, Cầm Thi là con Rick Anh Đông nghe, liệu có thể vượt qua được cái con này là zombie này là không nghe. Ok, bây giờ tiếp tục chiến đấu nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ gọi là bầu qua lên. Đó, mình sẽ bầu qua lên. Đó, chắc là trâu nghe, bầu qua lên bắn ra đạn rất là mạnh nha các bạn. Đó, viên đạn này rất là đẹp của con Nick Anh Đông nghe. Rồi, thế là thành công. Bây giờ mình sẽ cho nó quay ép viết đấu là con Pyramid thì Zombie. Đó, tiếp theo là con Pyramid nha. Đó, con này trên đầu nó đội một cái kim lưỡi tháp nha. Ok, mình có thể vượt qua được là không đây. Mình sẽ bao up lên nha. Bỏ map lên luôn, bao up lên luôn. Đó, đèn của con Nick Cannon này rất là mạnh nha. Rồi, tiếp tục. Đó, các bạn là thấy video này hay hấp dẫn các bạn nhớ nghe. Nhớ là comment, like, share hoặc subscribe kênh Drum Game của mình để giúp kênh của mình mỗi ngày phát triển nha. Ok, thì các bạn đừng quên subscribe. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Đó, liệu có thể vượt qua được hay là không đây. Liệu con Pyramid Thi Zombie này có thể nó đã vượt qua được các bạn. Con Pyramid Thi Zombie này đã win. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cho nó biết đấu là con Blood Mummy Zombie. Ok luôn, tiếp tục bắn nha. Đó, chắc là căng xuống nha các bạn. Rồi, đã thành công các bạn. Đó, tiếp tục mình sẽ cho nó đấu là con Aegis Rally Zombie. Đó, con này cầm một cái cờ dài nghe. Nhưng mà máu là có 350 hit thôi các bạn, rất là yếu. Dễ dàng vượt qua con lên này, dễ dàng vượt qua nghe. Rồi, ok, bao bóp lên luôn, khá là thành công nghe. Rồi, chúng ta tiếp tục nghe. Chúng ta tiếp tục viết đấu là con Ra Zombie này. Đó, Ra Zombie này vừa xuất hiện là nó bị ngã nha các bạn. Ok luôn. Đó, đã bị bắn là gọi là nét bét hết rồi nghe. Rồi, chúng ta tiếp tục qua một con Zombie khác. Đây là con FLG Zombie nghe. Đó, chúng ta đi nét và bắn tiếp tục. Ồ, cái gì khá là nhanh nha. Thì việc đó khá là thành công. Ồ, có thể vượt qua được là không đây. Rồi, dễ dàng vượt qua nghe. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ nét ra một con Zombie tiếp theo luôn. Ồ, vượt qua được các bạn. Anh báo vượt qua được. Giờ chúng ta sẽ cho nó biết đấu lại con Zombie tiếp theo nghe. Ồ, con này là con Godlike Zombie. Đó, một phát là xong nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ nét vào con Zombie tiếp theo nghe. Đây là con Tom Racer Zombie nghe. Con này khi mà nó quăng cái khúc xương ra, nó sẽ tạo thành một cái bi mộ nghe, để chặn sát thương các bạn. Đó, nhưng mà với con Phelan Tribiter này, combine với con Connect Cannon là bắn rất là mạnh nghe. Đó, bắn rất là thấm nha các bạn. Luôn đạn rất là mạnh. Rồi, vượt qua luôn nghe. Đó, vượt qua. Tiếp theo chúng ta sẽ qua một con Zombie tiếp theo nghe. Đây là con Pharaon Zombie nghe. Pharaon Zombie. Đó, con này khá là trâu các bạn. Liệu có thể vượt qua được không đây. Ok, bắn rất là cả nghe các bạn. Đó, đạn bay gọi là nét đạn luôn. Nhưng mà con Pharaon Zombie này rất là mạnh. Đó, mình đang bao bóp lên nghe. Khá là căng sức nha các bạn. Rồi, đầu ốp lên bắn. Ồ, liệu có thể thành công thôi. Ồ, thất bại luôn các bạn. Đó chính là con Pharaon Zombie này, đấu win. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cho nó đấu với con Im Mummy. Đó,
Đó, con này con đèn, con đèn game của con Mumbify ra làm luôn nè. Ok, bắn chắc là đã các bạn. Đó, tức là đã vượt qua. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua một con zombie cuối cùng. Đây là con đại ca nghe, đây là con Mumbify Galanthu. Đó, con này con chìm nha các bạn. Ô, mình sẽ bao bóp lên hết cỡ luôn các bạn. Đó, bao bóp lên hết cỡ luôn. Bắn chắc là rét lừng nghe. Thì có thể vượt qua thành công là không đây nghe. Ok, khá là thành công. Đó, tức là mình đã chinh phục xong một cái đảo này nghe. Bây giờ mình sẽ kết thúc phần video ở đây. Đó, thì các bạn đã xin ủng hộ kênh Zombie của mình nha. Ok, xin chào các bạn, xin chào so much. Goodbye các bạn nha.